Biên đạo múa, nghệ sĩ ưu tú Khánh Toàn, họa sĩ, nghệ sĩ Đăng Khoa, ánh sáng Minh Tuấn Quốc Mạnh, âm thanh Quang Thoại Đức Hải, trang trí sân khấu Xuân Thái Văn Đoàn, chỉ huy dàn nhạc nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tuấn, chỉ huy đêm biểu diễn nghệ sĩ Xuân Du, chỉ đạo nghệ thuật giám đốc nghệ sĩ nhân dân Vũ Cải, đoàn 1 nhà hát chèo Thái Bình trình diễn. Ngày mẹ xem con diễn vở Trương Viên
vợ Quan Âm thì kính, mẹ Thương thì phương, Thương thì kính. Họ tốt là thế, chung thủy là thế, để rồi cuối cùng cũng mắc vào vòng oan gia. Ở đời từ xưa đến nay, những người đàn bà tốt thường là khổ. Có đúng thế không con? Thì mẹ Lan, dạ. Mẹ sợ đời con rồi cũng sẽ long đong vì thằng Nguyên. Kỳ này mẹ thấy tâm tính nó đổi khác, thì thụt bàn tán chuyện làm ăn với những người mà thoạt nhìn mẹ đã thấy là không tốt. Thế nó có nói với con là nó đi kiếm tiền bằng cách nào không? Dạ không mẹ ạ. Anh Nguyên chỉ nói xa xôi rằng nhất định một ngày nào đó anh ấy sẽ giàu. Và thế nó còn nói gì nữa? Mẹ ơi, anh ấy không cho con theo nghề diễn viên nữa mẹ ạ. Hay nào, nghề diễn viên thì đã làm sao? Ở nghề nào ấy thì cũng có người tốt, người xấu. Là thật phúc đức cho mẹ vì đã có một nàng dâu thảo như con. Mẹ ơi, tóc mẹ bạc nhiều quá, cả cuộc đời tần tảo như con. Giờ đây ra đã đổi tóc xương rồi hả? Phần đừng phần gãy gãy rồi. Mẹ ơi, sống riêng tình ông bà luôn lẻ loi lối phải, chúng ta sẽ có tất cả em ạ.
Bà hoàng của anh ơi đã đổi đời. Ngày mai ta cùng hiện lên những tiếng tiếng trời mùa vui trên xe hơi sẽ mãi chỗ nào đi có nhà đâu như em sẽ đi chẳng nghe nào cả đứng đi bằng bằng em ơi. Ngày mai vợ chồng mình sẽ đi Sài Gòn chơi rồi lên Đà Lạt. Anh sẽ phải thực hiện tất cả những trò quái dị của tình yêu. Anh sẽ phải xăm trên người em những bức tranh phong cảnh trên thân thể ngọc ngà của em sẽ có một ông mặt trời đỏ là được. Nhưng anh lấy tiền đâu ra mà nhiều thế ạ? À, ở cái đầu anh hả? Lên đây. À, tập 100.000 này là để em mua bò bê xoát phấn hả? Đây còn tập 500.000 này là để em mua kính cú xì vào vai hồng hả? Đây còn tập đô la này, còn tập đô la này là để em mua món đờ số to đẹp lắm đều. Anh chưa sổ số à? Ôi có bao giờ anh chưa sổ số đâu mà chứ. À mà mẹ đâu thế? Dạ mẹ vừa ra chợ ạ. Lát ạ. Ngày này anh định để mẹ lên ở bên Trần, để mẹ ở đây là bất tiện trong việc làm ăn của anh, cũng như bất tiện trong việc sinh hoạt tự do của vợ chồng mình. Anh Nguyên, sao từ xưa hôm nay anh lại có ý nghĩ ấy? Lát anh hiểu, mẹ chồng và nàng dâu chẳng hợp nhau bao giờ. Em chiều chuộng mẹ anh chẳng qua chẳng phải phép. Bao lâu nay em phải chịu sự lầm cầm của mẹ. Hơn nữa nhà mình chật chội lại chỉ có một căn phòng. Nguyên, không phải như thế. Lan, mẹ sẽ phải lên ở với anh Trần, vì anh Trần là con trai cả. Mẹ lên ở với anh cả là hợp lẽ rồi còn gì. Anh Nguyên, lúc trước cô Quỳnh đi Tây, anh đã xúi mẹ bán nhà ở ngoại thành, lấy hết tiền để mua căn phòng này. Bây giờ anh rửa mẹ cho anh Trần, như thế là không được. Ô, anh làm tất cả những việc đó là vì em. Vì em đấy em nhỉ? Vì em ư? Thôi, đừng làm ra vẻ ngạc nhiên nữa. Thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ chồng là điều mơ ước của tất cả các cô gái muốn phải làm dâu mà. Anh Nguyên, anh đã không hiểu đúng ý nghĩa của em. Thôi, lúc khác em sẽ nói chuyện này với anh. Bây giờ em phải đi ạ. À. Em đi đâu? Chiều nay em phải đi diễn. Hôm nay bỏ diễn. Bỏ diễn? Từ hôm nay em phải tự bỏ hẳn cái nghề diễn viên. Anh có sẽ xin thôi việc mở một công ty buôn bán bất động sản. Em sẽ ở nhà làm nhân viên tư vấn kinh doanh. Như thế thì thoải mái tiền tiêu, không phải miền biệt ở nơi này. Nay diễn ở nơi khác. Đừng bắt em bỏ nghề. Ánh đèn sân khấu, đó là tất cả ý nghĩa của cuộc đời em. Nhưng tôi không muốn thân xác của chúng. Anh Nguyên, vậy là cô vẫn bất chấp mọi yêu cầu của tôi à? Vẫn thích tìm nguồn vui chỗ khác à? Thích chơi bời mắt xanh mỏ đỏ à? Không, không đi đâu hết. Ở nhà ngay, nếu bước chân khỏi nhà vẫn có quay trở lại đây đấy. Trời ơi, đến hôm nay tôi mới hiểu được bộ mặt thật của chồng tôi. Tôi không phải là một thằng ngu. Kiếm tiền cho vợ, ăn no, ấn cật, rồi dấp chân tay. Bộ mặt thật của tôi đấy. Anh Nguyên, ngày trước muốn cưới tôi, anh đã năn nỉ van xin hứa hẹn. Bây giờ anh yêu sách, ép buộc. Tôi về tổng ăn. Kìa, có chuyện gì thế các con? Mẹ ơi, anh Nguyên, anh ấy không cho con đi biểu diễn mẹ à? Bậy nào! Nguyên, sao hôm nay anh lại đốt trứng ra như thế? Nó đi diễn thì đã làm sao? Làm sao à? Nay cái thằng đạo diễn nó ôm thử khi tập, mai cái thằng diễn viên nó ôm thật khi diễn. Nhìn chúng nó ôm nhau trên sân khấu, mẹ mà tôi chỉ muốn thổi vào mặt. Người ta diễn kịch công khai đàng hoàng,
có đèn đó hẳn hoi, chứ có dẫn dúi trong bóng tối đâu. Nhưng mà tôi muốn cô ấy ở nhà. Ở nhà ấy, rồi mày nuôi nó. Nguyên, đi làm nó có cái vui của người có nghề, để vợ anh ở nhà mới dễ xỉ chuyện. Nhàn cư vi bất thiện. Úi giời, khổ nhoa với cả ghe nữa. Cả khổ nữa tôi ăn khổ lắm rồi. Mở mồm ra lại lên lớp dạy bảo, tôi còn phải chịu đựng cô đến bao giờ đây? Nguyên, Lan, dạ, con cứ chuẩn bị mà đi biểu diễn đi, để mẹ ở nhà nói chuyện với nó. Dạ. Thôi mẹ con đi à? Ừ, con đi. Lan, con bỏ cô rồi nha. Không đi ra. Kìa, Lan, Lan!
nào biết điền tóm gì đâu à. Lại mất điện, suốt ngày mất điện. Thời buổi kiếm tiền hót bạc đã qua rồi, chạy cuông cả cẳng mà lờ lãi thì không được là bao. Cuối thu rồi, sao trời còn oi ả đến thế không biết. Bà già, quạt cho tôi một lát. Bà quạt mạnh vào. Chị Phương, chị để cho tôi lau nhà. Quạt cho chị thế này, người ngoài người ta nhìn vào nó không tiện. Thì bà đi lau nhà đi. Nhờ bà một tí mà tiện mới chẳng không tiện. Dứt việc. Tự nhiên tự lành cán cái một mụ mẹ chồng quê cảnh hãng tướng. Mặt mũi thì nhăn nheo, chân tay thì nứt nẻ, lợn ra. Kìa bà để cháu lau nhà cho. Bà già rồi, công việc nặng nhọc như thế này không hợp với bà đâu. Hiền, đấy không phải là việc của con. Chuẩn bị xe, chở mẹ đến nhà Tiến cháy đấy à. Nhanh lên, để ba chở mẹ đi, con giúp bà. Ba con không có nhà, nhanh lên. Bà ơi, bà cứ nghỉ đi, lát nữa về cháu sẽ lau nhà giúp bà nhá. Ừ, cháu giúp mặt bà. Bà lau thế này à? Bà bôi bẩn ra nhà tôi chứ đâu phải là bà lau. Vết bẩn thế này, bà căng cái mắt bà ra mà nhìn. Mắt tôi kém, tôi nhìn không rõ. Mắt kém với cả mắt tinh. Này, tôi nói cho bà biết nhé, cái dạo bà chưa lên đi, lên đây nhà tôi vẫn nuôi ba người ở. Con ở nhà chị sao? Chẳng gì, tôi cũng là bà nội con Hiền, là mẹ chồng của chị. Nhưng tại sao bà đang ở với chú Nguyên, bà lại đùng đùng lên đây? Bà tưởng vợ chồng tôi giàu có sung sướng lắm đấy hả? Này, kiếm được đồng tiền ý, cũng phải đổ mồ hôi rồi nước mắt ra đấy. Ở đây, tôi cũng đâu dám ăn không ngồi rồi, cũng cơm nước giặt rũ cho anh chị. Nhưng tôi đã nói với bà rồi, tôi tuổi chó, bà tuổi mèo. Mèo và chó thì không thể sống cùng một chỗ được. Cái nhà này đã có chó thì không có mèo, mà đã nuôi mèo ấy thì mất chó. Mà nhà tôi toàn khách sang trọng buôn bán làm ăn, họ nhìn đến cái lưng bà còng ra nhân nhau họ sợ. Thôi, ngày mai bà cứ về quê bà ở với chú Nguyên, rồi hàng tháng ấy tôi gửi tiền về nuôi bà. Về ở với thằng Nguyên đi. Chị Phương, chị cứ cho tôi ở lại đây, tôi còn làm được. Chị cho tôi ăn, khi nào sức tàn lực kiệt tôi lên ra đường tôi chết. Nhưng từ ngày bà lên đây, vợ chồng tôi làm ăn thua lỗ mấy hết cẩu lớn đến cẩu bé. Thôi, nếu bà thương tôi, thương con trai cháu nội của bà, thì ngày mai bà về quê nhé. Chứ tôi hầu hạ thương phục con trai bà đã đủ mệt lắm rồi. Không nói đâu thôi, ngày mai ý, bà về quê bảo chú Nguyên. Kìa mình. Ui. Mình ơi, mình này. Mình cứ để mẹ thơ ở lại đây. Mẹ thích ở với ai? Đấy là quyền của mẹ. Này, cái nhà này ai ở đây là quyền của tôi nhé. Nếu anh thương mẹ anh ý, thì anh đưa mẹ anh đi chỗ khác. Mèo và chó không thể sống cùng một chỗ được. Mình nỡ nói với tôi như vậy sao? Thế anh bảo tôi phải nói với anh thế nào? Hả?
Nếu mà cứ trái ý tôi ấy, thì tôi cũng lôi anh ra khỏi cái nhà này. Tiểu sư mày chứ, mày dám đổi đâu, mày dám đổi đâu. Trần, không được đánh vợ. Để nó kết cỏ tôi nhiều lần, nó chửi mẹ, tức là nó khinh tôi. Phương, tao giết mày. Bảng nhà. Ôi trời ơi, anh chị lên đây.
phải ban, không phải lầy. Chị cũng đừng nghĩ là tôi đi bao hài chị mà có tội với ông bà, ông vải. Tôi biết ơn chị. Thằng Trần con trai tôi, nó lang thang ở đất đô thành. Chị đã cứu mang nó vô nhà cửa vợ con. Tôi xin lỗi chị thay cho con tôi. Còn tôi, ngày mai tôi sẽ đi. Kìa bác, bác định đi đâu? Mẹ tôi về ở Trung Nguyên, không gì đến chú. Mẹ, bà có tờ tình gì mà mẹ dừa bỏ bà? Con không để cho bà đi đâu. Bà cứ là đây với cháu bà nhé. Hiền, cho mẹ ăn học rồi mày hốn hả? Nhiều chữ đâm lộn ồ hả? Chị Phương, bà... ai cũng sẽ đến ngày thành mẹ thành bà. Nếu sau này con dâu con rể chị nó không đối xử với chị như chị đối xử với bác hôm nay thì chị nghĩ sao? Này, chú không có quyền lục vấn bản mẹ tôi nhé. Mời chúng ta khỏi nhà. Bác, con mời bác về ở với con. Đợi ngày em Quỳnh trở lại. Anh em tôi còn sống cả, không khiến chú phải lo cho mẹ tôi. Đừng có đánh trống vòi lại xa về anh hùng đâu. Ờ, mà chắc gì con Quỳnh em chồng tôi về nhưng nó còn yêu chú. Rồi lúc đó lại kể công, không ai chịu được. Xin lỗi, mời chú ra khỏi nhà để gia đình tôi bàn công chuyện. Chị Phương, mẹ hãy tha tội cho con. Mẹ ơi, con xin mẹ. Mẹ hãy hiểu lòng con. Bên đi cùng con, bên đi hướng mẹ đi con.
Không đủ ấm được đâu. Dạ cảm ơn anh công an, dạ cảm ơn anh.
Thôi cháu chào bà, cháu đi. Chào anh con. Vậy mà người ta cứ nói một giọt máu đào hơn ao nước lạ. Thế mà tôi đã lang thang cả tuần cả tháng nay rồi. Ngày mai tôi biết đi đâu về đâu mà trời. Đêm đông trời mắt hạt mưa bay, sương sáng sáng mịt mờ, ta như cánh chim không đàn bay xa trên phố vắng. Lời ca là cuộc sống qua những mùa đông, hồn ca sĩ ta hiến dâng cho cuộc đời, hồn ca sĩ ta hiến dâng cho cuộc đời. Bao nỗi u hoài tan biến chiều gió mây, mùa đông không có là hơi ấm, chỉ có hạt mưa bay. Tâm hồn ca sĩ từng sưởi ấm lòng mình, mùa đông thank you.
Bác ăn một chút cháo cho khỏe. Hải. Dạ. Hải ơi, mấy hôm nay con vất vả vì bác. Kìa bác đừng lo, rồi bệnh tình lại thêm nặng. Thế con lấy tiền ở đâu ra mà chăm sóc bác thế này? Ngoài lương ra, con còn có những khoản khác. À, hôm rồi con còn được thưởng đấy bác ạ. Hải này. Dạ. Thật phúc đức cho con Quỳnh nhà bác gặp được người như cháu. Kìa bác. Nhưng chẳng biết bác có còn sống được đến ngày đời nó trở về như hay không. Kìa bác, rồi bác sẽ khỏi, bác sẽ khỏe mạnh hơn. Nào, bây giờ bác ăn một chút cháo rồi đi nghỉ bác nhé. Không phải, để cháu. Ba, Hiền, Bà ơi, bà ăn một chút cháo đi. Ừ, cứ để đấy rồi bà sẽ ăn, bà sẽ ăn. Bà ơi, khi nào cháu học xong đại học, có công ăn việc làm rồi, cháu sẽ nuôi bà. Bà về ở với cháu bà nhé. Ừ, nếu khi ấy bà còn sống, bà sẽ về ở với cháu. Ba mẹ cháu, chú Nguyên, có tội với bà. Hiền, vẫn nhớ lời bà dặn đấy chứ. Không được nói với ba mẹ, với chú Thím Nguyên là bà đang ở nhà chú Hải. Cháu nhớ chứ? Cháu nhớ mà. Không nói với mẹ, nhưng cháu đã nói với ba. Ba cháu rất thương bà. À, bà ơi, Thím Lan đang đi biểu diễn ở Hà Nội. Hôm nay, thể nào Thím Lan cũng về thăm bà đấy. Con Lan thật hiếm người được như nó. Thế mà người ta cứ nói văn không thế này, văn công thế khác. Bà làm sao vậy? Chú Hải, chú Hải ơi. Bà làm sao vậy? Bà làm sao vậy? Trời ơi, cụ Hô ra máu. Hiền, đưa bà vào trong nhà. Nhân cách và lòng trung thủy sẽ vượt qua tất cả. Bởi anh tin tình yêu của chúng mình được xây dựng trên nền của đạo lý đích thực, tình người đích thực. Ôi sao thuộc dung còn lắm đi muộn phiền, càng tình càng nghĩa càng cả lương tâm. Mẫu tử tình thâm không lo tròn chữ hiếu y, họ đánh mất đi công dưỡng dục sinh ôi xót xa cuộc đời đổi thay. Trong mỗi chúng ta, mỗi người một số phận
Chú Hải. Kìa, anh Trần. Mời anh ngồi. Chú Mặc này. Anh ngồi đi. Anh Trần. À. Anh uống nước đi. Anh xin nhé. Chú Hải ạ. Dạ. Chắc chú khinh tôi lắm. Kể. Mong chú ấy hiểu cho cái cảnh ngộ của tôi. Anh Trần. Làm kiếp có chú thì gần gần. Nhục lắm tuổi lắm. Nhục lắm tuổi lắm. Thì con vợ tôi là cái con đánh. Cái con đánh đá. Sống lại là sống đếm. Nói cạnh có tiền đó nhìn ra bằng một con người. Nói trẻ em tôi là chuồng thật là nhỏ. Nhiều lúc cứ bắt được người. Tôi không làm gì được nó chứ ạ. Với lại rời bạn tôi ra, tôi chẳng biết lấy gì để sống. Tôi cũng biết khi thằng đàn ông đã bám vào váy vợ thì không thể làm tròn chữ hiếu với mẹ với cha. Anh đã vậy thế còn anh Nguyên hả? Thằng Nguyên rồi rồi, hôm nào tôi sẽ dạy cho nó biết thế nào là đạo lý làm con. Thế còn anh, ai sẽ dạy cho anh đạo lý làm con? Chú Hải, chú đừng chỉ giết tôi nữa. Chú Hải này, chú Hải ơi, tôi lấy trộm của bọn tôi ít tiền, tôi gửi chú thuốc thang cho mẹ tôi, rồi sau này con Quỳnh em gái tôi nó để ơn chú nhá. Anh Trần, đó là tiền của chị, anh hãy cầm về. Ok, bệnh của bác là bệnh lâu thôi, không chứ thu mua bằng những đồng tiền ăn cắp. Kìa, thôi thế vậy thì tôi lại cầm cái chỗ tiền này về tôi trả vào tủ cho vợ tôi. Thế còn bây giờ xin các chú anh về đấy. Anh về đấy. Anh phải về, kẻo con vợ anh ở nhà nó nghi anh là lăng nhăng bồ bịch thì có mà tan nhà nát cửa như chơi. Xin các chú anh về đó. Về chú. Như thế mà không gọi là đánh năng nhỉ? Côi vợ hơn cả mẹ đẻ ra mình. Chú Hải. Hiền, ngồi đi cháu. Dạ vâng ạ. Ngồi đi. Thế nào, kỳ thi vừa rồi tốt chứ? Dạ tốt ạ. Thế đã có chàng nào chưa? Nếu không chú giới thiệu cho. Chú có mấy người bạn là vẫn lính phòng không đấy. Vậy cháu có định ra nguyên mẫu của tình yêu không? Dạ, có ạ. Thế nào, chú có thể biết được không? Biết đâu trong số những người bạn của chú lại chả có người gọi chú bằng chú. Vậy mỗi người cháu thích là như thế nào? Dạ. Cứ nói đi. Dạ, như chú ạ. Hả? Như chú. Chú cứ tưởng Hiền phải yêu và chọn một ai đó vừa thông minh này, có tài này, đạo đức này, mà lại giàu có nữa chứ. Chú Hải, chú yêu cô Quỳnh lắm phải không? Cô Quỳnh là tất cả những cái cuộc đời chú. Nếu như cô Quỳnh cháu phản bội lại tình yêu của chú thì chú sẽ xử sự với bà cháu như thế nào? Không bao giờ có chuyện đó. Cô Quỳnh mới gọi điện về cho chú thông báo là sắp về nước. Cô Quỳnh vẫn nói yêu chú. Tất nhiên rồi. Thế cô Quỳnh có biết bà cháu đang ở với chú không? Chú mới gọi điện báo cho cô Quỳnh biết. Chú Hải, cháu ngưỡng mộ và biết ơn chú. Chú Hải, chú hãy quên cô Quỳnh đi. Cháu biết cô Quỳnh đã phản bội chú từ lâu. Hiền nguyền rủa cô Quỳnh, Hiền căm thù cô ấy. Chú Hải, cho phép Hiền được nói với cháu rằng Hiền yêu chú.
cháu không điên đấy chứ? Tôi sẽ là chú rể của cháu kia mà. Không, Hiền không điên. Cháu biết Hiền được gọi chú bằng anh. Anh Hải, Hiền yêu anh, ngưỡng mộ anh, một con người biết sống vì mọi người. Hiền ạ, cháu còn trẻ, cháu chưa hiểu hết được tình yêu và ý nghĩa của nó. Này nhá, rồi Hiền sẽ gặp một ai đó, Hiền yêu họ, tình yêu sẽ tạo ra nỗi nhớ thương. Sự trao gửi sẽ làm người ta gắn bó, nỗi niềm hy vọng biến thành lòng chung thủy. Hiền, nghe chú nói. Em nay đã 20 tuổi rồi, em có quyền làm theo những gì mà con tim mình mách bảo. Anh Hải ơi, mong đợi đã lâu rồi. Đổi từ anh Trần sang gọi là bố Trần, đổi từ mình
hiền hết cả rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, ô kìa. Ờ, thế chú ấy đâu, chồng cô đâu? Dạ, em nói thế nào anh ấy cũng không đến. Anh ấy bảo nội bộ gia đình cô, để gia đình cô tự giải quyết ạ. Cô phải làm thế nào ấy chứ, để chú như thế, có ngày chú trèo lên đầu lên cổ à? Đúng rồi. Mẹ là mẹ chung, rể cũng là con, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Nói như chú chồng cô thì tôi với Thím Lan là cái gì ở cái nhà này hả? Là cái gì ở đây à? Nhưng em nói thế nào anh ấy cũng không nghe, em biết phải làm sao ạ? Tại cô quá nhu thì hiền lành cơ, chứ có phải đây tôi ấy, chứ có mà vậy. Thôi, hôm nay tôi tổ chức cuộc họp bàn về vấn đề nuôi mẹ. Mẹ sẽ ở với ai? Và ai sẽ là người tình nguyện nuôi mẹ? Dạ, thưa các anh các chị, em rất muốn đón mẹ về ở với vợ chồng em. Nhưng chồng em không cho. Anh ấy bảo mẹ vợ và mẹ chồng ở cùng một chỗ, hôm trước thì sau cũng có ngày va chạm mà. Ừ. Tất cả đều ở tại mày, tại cô hết. Để Yên về nhà lấy mẹ cái thằng Hải Căn là xong rồi, đem rồi. Xuôi rồi. Ngu, quá ngu. Em có muốn thế đâu. Thôi, bây giờ trong sự em nhờ anh. Anh ơi, em nhờ anh. Thôi ra chị. Chị ơi, em nhờ chị, đừng để mẹ buồn nữa. Đời mẹ đã khổ nhiều rồi. Mà các anh là con trai của mẹ, bậc anh, bậc chị. Này này, mày nói các anh là ai? À, tao hay chậm hả? À, rồi thì hai em tự dàn xếp với nhau. À, mà theo tôi, à, hợp lẽ nhất là mẹ về ở với anh Trần. À, vì anh Trần là con trai cả. Đúng. Chị Phương là con dâu trưởng cần dương cao ngọn cờ gương mẫu để cho các em có theo. Phải. Mẹ trăm tuổi thì cũng cúng dỗ ở đây chứ cũng dỗ ở đâu. Ở đây chứ còn ở đâu. Chú nói rất phải. Mình ơi, này, chú quên chú nói phải cái gì? Phải phải cái gì? Tôi đã nói với anh rồi, tôi tuổi chó, mẹ anh tuổi mèo, lại nằm ở trong cái vòng tứ hạnh phúc. Mẹ chồng mà nàng dâu mà cứ như chó với mèo thì ở thì quái được chứ. Đó mới chả vẹo, tứ hành với chả tứ tuổi, rách vẹo. Số con luật. Chân à? Hả? Là đàn ông. Sao? Là phải quyết. Rồi. Tôi cũng có sợ vợ chứ sợ rắn sợ rết chứ thì làm ăn được cái gì. Này. Chú bảo ai là rắn là rết thế hả? Chú đừng thích tôi nhu mì hiền lành mà chú bắt nạt nhé. Tử tế thì con này cũng tử tế đấy. Mày lật mặt đi. Thì con này cũng là thợ lật mặt đấy. Chân. Hả? Vâng. Bảo em Quyết. Mày mà hốt với chị là tao tát cho ù tay. À, tôi xin có ý kiến. À, ý kiến gì nói này? Có lẽ là ta nên cắt phim cho nuôi mẹ. À? Mẹ ở với vợ chồng tôi 6 tháng. Tốt quá. Ở với vợ chồng chú 6 tháng. Yêu tiên cô Quỳnh là gái. 3 tháng. À? Nếu vậy thì cứ lần lượt từ trưởng đến thứ nhé. Ngày mai ông bà đến nhà thằng Hải Cận đón mẹ về 6 tháng sau mới được lượt thôi. Rồi, à, ok. Không được. À, tháng này tháng Tết, tháng này bán buôn bán của vợ chồng mình. Để cụ đi xuống, lấy cầu ai đi. Úi giời ơi, úi giời ơi, chú Nguyên. Chú Nguyên thầy, chú cứ đến đón mẹ về trước. 6 tháng sau, chị sẽ phái anh Trần sang rước mẹ về. Úi giời ơi, anh Trần gì? Anh Trần gì? Đúng như thế. Nói dễ nghe nhỉ. Chị bảo chị buôn bán làm ăn rồi, thế dễ thằng này không? À, chị bảo chị tuổi chó, mẹ tuổi mèo, tôi tuổi chuột, mèo già mà vồ chuột con thì có sự sản nghiệp à? Không lôi thôi thế, cứ làm được tôi chuẩn cho thứ. Nguyên, đón mẹ về tôi sẽ chăm sóc mẹ. Mẹ sống được bao lâu nữa mà các người lơ lửa cho nhau? Cô Quỳnh đã phản bội người ta, mà các người vẫn để mẹ ở với người ta. Trời ơi, liêm sỉ để đâu? Nguyên, đón mẹ về. Tôi sẽ đi đón mẹ về. Ôi, từ để anh kiểm tra cho nào. Úi giời ơi, úi giời ơi, đầu thần kinh chậm mạch rồi. Úi giời ơi, úi giời ơi, ăn thôi. Úi giời ơi, bà con cứ xuống B6 cho vợ tôi với bà kia
ngồi xuống đây nhé. Cứ ngồi xuống đây không phải việc của cô nhé. Chú Nguyên, thím Lan thím với Hiếu Thảo. À. Chú có để thím với đón. Để thím với đón. Đón với con khỉ. Có ai mà đón thế? Mà tôi nghĩ rồi, có cách rồi. Cái gì? Bốc thăm. Bốc thăm mà. Đúng. Trong ba tờ thăm chỉ có một chữ đuôi. Ai cũng phải đón mẹ về nuôi thăm hết. Cả một người cũng không phải bốc. Phật làm con truy cứ trách nhiệm như nhau. Đây, đâu? Ai có ngay ba tờ thăm chỉ có một chữ đuôi. Ai bốc phải đón mẹ về nuôi thăm hết. Có ngay ba tờ thăm. À, chú Phương, à, anh Trần, à, như chuyên gia trẻ có biết. Đây. Mặc gọi yên chí, bác sĩ bác. Chú Yên cho con bà cho nó bốc. Có như thế thì hiệu lực tờ thân mới được đảm bảo. Đến bà cho chú lạ quá đi. Chú Phương, ưu tiên cho trưởng bốc trước này. Không thăm thiết gì hết. Thôi kìa. Không thăm à? Không thăm thì thôi. Kìa mình bốc. Mình đuôi nhất tôi về. Về luôn. Mình đi. Chú để anh. Mình ơi. Mình. Này. Trong ba tờ thăm chỉ có một. Một chữ đuôi. Ừ. Mình cứ bốc đi chắc gì đi chú. Em kể là chú ghét nữa. Nhà cao cửa động giống như Hàn Quốc như này mà sợ à? Bốc thì bốc. Sợ gì? Sợ gì? Hả? Ở với ai? Ai sẽ là người chăm sóc bác?
Hiền có chuyện muốn nói với anh. Hiền về nhà không đi. Giờ này đứng ở đây dễ bị người ta dị nghị đấy. Bà em đang ở nhà anh, Hiền không muốn bà nghe chuyện đâu. Có chuyện gì? Anh Hải, khủng khiếp quá. Em không ngờ mọi người lại tàn nhẫn đến như vậy. Sao? Có chuyện gì vậy? Bà mẹ em, chú Nguyên, cô Quỳnh vừa tổ chức cuộc họp gia đình, người nọ dừa cho người kia về quê bà. Cuối cùng họ đã bốc thăm, xem ai về quê bà tháng Tết, thời hạn 6 tháng cho một người. Cái gì? Bốc thăm nuôi mẹ? Như người ta bốc thăm chia đất chia phần, vậy kết quả thế nào? Cô Quỳnh bốc phải cái thăm người bà chứ. Anh Hải, em biết chẳng bao giờ bà em ở với cô Quỳnh đâu. Bà đã từ mặt cô Quỳnh vì phản bội lại tình yêu của anh. Thôi được rồi, cứ để bác ở lại với tôi, tôi sẽ chăm sóc bác. Không, bà em không chịu đâu. Con cháu đầy đàn mà phải sống nhờ người dân sao? Anh Hải, Hiền sợ bà biết được sự thật, bà Hiền sẽ tính nước lửa thân, tìm đường lên với anh chết. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Nếu anh thực sự thương bà em, muốn bà em ở lại với anh, thì chỉ còn một cách duy nhất là... Cách gì? Anh hãy cưới em. À, người ta cho Hiền cưới tôi. Hơn nữa, Hiền đang học năm thứ hai của đại học. Cưới ư? Hiền sẽ là vợ của người yêu cũ cô ruột Hiền sao? Không, mặc kệ tất cả. Em không muốn bà phải sống bơ vơ. Em muốn chuộc lại tội lỗi do ba mẹ em, chú Nguyên, cô Quỳnh đã gây ra cho bà. Anh Hải, chỉ cần đánh đấu thôi, chỉ cần đánh đấu thôi. Cưới nhau, để rồi một ngày nào đó Hiền lại phải thay đổi lại lời hứa hẹn. Không không, tôi không thể. Anh Hải, đừng nghi ngờ điều em nói. Em yêu anh vì anh đã cho em biết thế nào là tình người cao cả, thế nào là lòng chung thủy thực sự của con người. Hãy nhận là em tình yêu thương thực sự. Em vẫn theo đuổi chương trình đại học, hai đứa chúng mình sẽ nuôi bà. Vất vả khó khăn em chịu được hết. Đồng ý đi anh, đồng ý đi. Hiền à, tôi biết Hiền là người trung thực, nhưng tôi không muốn Hiền bước theo vết mòn mà tôi đã bước. Chùa Trang Tiên, thả rằng không có còn hơn, để rồi là phải tan vỡ. Lúc này tôi chưa thể nói gì với Hiền được. Hiền hãy về nhà tôi, thuyết phục bà, an ủi bà, hãy ở lại với tôi. Đã từ lâu, tôi coi bác như chính người mẹ đã sinh ra tôi. Anh Hải, anh không tin Hiền sao? Hiền về đi. Anh Hải, về đi. Anh Hải, về đi. Giá như Quỳnh cũng trung thực như cô gái ấy, giá như tôi có thể nói được thực sự tiếng nói của lòng mình. Quỳnh ơi, nếu tôi có em thì cuộc đời còn đâu ra mất gì, và mưa vẫn đổ tận đến vô cùng. Có biết rằng em cuộc đời đâu dễ em rồi thì có đâu. Cuộc đời tôi như duyên đã đổi tâm, ngã một người lòng. Tôi mà làm gì? Còn gì mà để nói với nhau nữa đâu. Anh Hải,
mong anh hãy hiểu cho Quỳnh. Hôm gặp lại Quỳnh đã nói những lời tàn nhẫn với anh. Quỳnh nói như vậy là để anh ghê tởm Quỳnh. Quỳnh đi thật nhanh. Sự ghê tởm chính là liều thuốc để xóa nhòa đi những kỷ niệm. Bao giờ thì sấm sét đổ ập xuống đầu em? Quỳnh đã chịu sự trừng phạt còn khủng khiếp hơn cả sấm sét. Mẹ Quỳnh đã không thừa nhận Quỳnh là con thương. Rồi phần nào Quỳnh cũng đã nhận ra được chân tướng của chồng mình. Em hãy về đi. Em phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời em. Đừng tìm tôi nữa. Anh Hải, hôm Quỳnh đến nhà, mẹ Quỳnh đã đuổi Quỳnh ra khỏi nhà. Rồi chồng Quỳnh cũng không cho Quỳnh đón mẹ về. Trời ơi, tôi biết phải làm gì bây giờ. Mẹ biết đi đâu, ở với ai, ai sẽ là người nuôi mẹ. Anh Hải ơi, Quỳnh xin anh một lời khuyên, Quỳnh phải làm gì bây giờ? Tất cả là tại Quỳnh. Tại Quỳnh đã không chọn tình Việt Nghĩa ơi anh. Nên Quỳnh đã ép mẹ. Cô cứ về đi, cứ để bác ở lại với tôi. Tôi sẽ chăm sóc bác. Anh Hải, khi Quỳnh ân hận thì tất cả đã muộn rồi. Chồng Quỳnh không thể nào so sánh với anh được. Mình ơi, Mình ơi sao mình... chồng em không thể nào so sánh với anh được à? Mình ơi, chó cha nắm bộ nhà theo dai đấy, người ta mới bắt được quả ta. Mình ơi, ông sẽ phải giết mày. Em xin, ông sẽ phải giết mày. Dừng lại, không được đánh phụ nữ. Mày là thằng nào? Thì ra là Hải Cân. Nghe tên đã lâu, nay mới gặp mặt. Cút đi, cút đi, rồi tao sẽ nói chuyện với mày sau. Cút. Mày lâu gì sao? Mày tới bắt được quả tạ. Không, mày sao? Chồng em không thể nào so sánh với anh được à? Mình ơi, chắc là mình đi đâu? Dừng lại! Anh Hải này, đáng lẽ hôm nay tôi phải giết anh vì anh dám tư tình quyến rũ vợ tôi, nhưng tôi không thèm. Tôi cưới ở bên Tây, nào có đăng ký đăng còn gì đâu. Mình ơi, em xin mình ơi. Này, này tôi trả nó lại cho anh đấy. Mình ơi, buông ra. Nhiên 73 tuổi, người gầy tóc hoa râm đã bỏ nhà đi. Tại hiện trường chúng tôi xác minh được, vào lúc chập choạng tối, có một bà lão đi lang thang trên đường phố. Trời tối dần,
và lão chìm vào trong màn đêm. Vừa lúc đó có một chiếc xe container đi ngược chiều về phía bà lão. Đột nhiên chiếc xe trồm lên, cùng với đó là một tiếng thét ghê rợn. Người lái xe nhảy xuống thì nạn nhân không còn nguyên vẹn hình hài. Cho nên hôm nay tôi mời gia đình đến đây để nhận dạng thi thể của nạn nhân. Nếu như đúng là người nhà của gia đình thì chúng tôi sẽ làm thủ tục bàn giao. Nào, xin mời. Mẹ ơi.
Nina nhà chồng say làm sao được mà say? Nina,
này. Theo Lý Thuyên, nhà không chừng nó lại uống hạ Lý Thảo. Thằng cha vô mẹ thế mà xung. Đúng là vũ quý, xin nhà lễ nhớ. Người nói nó bình tĩnh thôi. Để Lý Thuyên, thôi muộn thì được ăn. Ui kìa hai má, có nhà em chán làm sao mà hai mắt rời không khí rồi. Mẹ dỗ mẹ chồng em đi, các bác cứ phải ăn gì nữa, cái mắt gì, nhà em đi đi. Bà ơi, chị có anh chẳng này, bà chúng tôi ăn uống hôm nay em cả rồi. Bà, chị Phương này, làm dỗ cho mẹ chồng ở cái đất Đô Thành này, như chị Phương sẽ chỉ có một hả? Nhà mẹ bà
bảo tôi nói thì tôi nói. Chị Phương hả? Vợ chồng em không đi chút. Em xin ạ. Hà bác một lúc uống nước nhá. Vợ chồng em phải lên trên nhà tiếp khách ạ. Em đi tiếp khách ạ. Dành chân nha. Hà bác ạ. Dành tiếp khách. Tôi vừa mới giao cái phong bì ra, còn chưa kịp nói năng gì. Ấy thế mà con mẹ Phương nó đã giật mất cái phong bì rồi. Con tức không được chứ. Nó bán cô lấy tiền yếu thả con mẹ cho chúng nó. Một năm mà hốt rồi, 20 thằng bạn mời vợ chồng mình xơi phố kiểu này. Chỉ còn nước dỡ mấy nhà bán sớm. Cô đi về, con cũng về, con cháu về. Về chỗ mẹ đi à? Ồ, đường xá xa xôi, mang vác làm gì mà nhiều
nhà đâu chị? Vừa ra sông mình chạy đâu đó. Cả con quỷ ở đây à? Sao bảo nó vẫn còn điên? Vâng, phần vì thương mẹ, phần vì thất tình. Có ít của cải nào ấy thì bị thằng chồng nó lừa nó lấy sạch. Mà chú Nguyên này, thời buổi bây giờ ấy, làm mà không ra tiền, ai được cũng điên. Điên hết chú ạ. Thế Thím Lan đâu? Sao không Thím đi về có mẹ? Cô ấy đã bỏ nhà đi theo đoàn diễn rồi. Bỏ nhà theo đoàn diễn á? Ôi giời, chú cứ để như thế, có khác nào thải cũng tinh đến đánh đủ không? Và cũng đâm đơn ra quả đuổi đi dị. Ly gì? Ôi giời ơi, báu lắm ấy. Đúng là cái nòi nhà sĩ. Chỉ được cái mắt xanh mỏ đỏ, rồi là móng tay móng chân lúc nào cũng đỏ. Ôi giời, đẹp trai như chú này, lắm tiền nhiều của, bơ tay trái nhé. Nghe chị, chú cứ cắt, cắt vẹt đi, cắt vẹt đi cho chị, cắt vẹt đi. Ôi giời ơi, chị Lan. Ôi giời ơi, về cũng mẹ đấy à. Ôi giời, nhắc tới chính xong ấy. Dạ, em con em Hương về cũng mẹ. Chị xin nhá, chị xin. Làm dâu như Thím ở trên đời này á, có một. Mà này, chị bảo này, về mà đoàn tụ vợ chồng đi. Gió mùa đông bắc như thế này, ai lại đẩy như thế? Ý của giời, tí nắng nữa. À mà thôi, này, chú Thím ngồi nói chuyện đi nhá. Chị phải lên trên nhà tiếp khách nhá, chị tiếp khách, chị xin nhá. Cửa hơi khổ, cửa trái thì xa thôi, làm mát làm gì mà nhiều chú thế. Đúng rồi.
Bà ngồi ở đây để cháu vào hát. Mai ta kiếm được ít tiền, cháu sẽ đưa bà về thăm mộ ông, bà nhá. Anh em cũng biết. Bà, con chào bác ông. Con chào các bà. Con muốn mang lời các tiếng hát đến để phục vụ đám vui nhà ông bà. Thấy con hát hay thì ông bà cho tiền. Thank you.
Oh.